Ông đâu? Ông ở đâu rồi? Ông ở đâu? Ôi, đây này, cô bác này. Có vẻ như làm theo một chút hình người và kèm theo là một chút là có. Cháu được xin kính chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Chào mừng quý ông bà, cô chú, anh chị đã quay trở lại nội dung mới trên kênh Bản Em. Một ngày mới cho tất cả quý ông bà, cô chú, anh chị thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Thưa cô bác, anh chị, hôm nay cháu Lực lại tiếp tục đi xuống nhà của hai ông cháu của bác ạ. Và hôm nay cháu Lực xuống thì còn có đem theo một cái phần quà là của bác Hồng Lê. Bác có gửi ở cháu Lực là 500.000, nói với cháu Lực rằng là xem là hai ông cháu cần những cái vật dụng gì hay là thứ gì thì cháu Lực mua xuống cho hai ông cháu. Đấy, và hôm nay thì bây giờ thì hiện tại là đang độ tầm là 17 giờ rồi các bác, gần 5-6 giờ chiều rồi. Đấy, thì cháu Lực xuống và đem theo cái phần quà nữa, phần quà đó tới cho hai ông cháu luôn các bác. Ở đây thì bác là gửi tiền cho Lực, gửi bằng tiền mặt cho Lực cô bác ạ. Và nhờ cháu Lực là mua thêm một số vật dụng đó. Thì hôm nay cháu Lực mua được là hai cái xô này, một cái áo mưa này, và cộng thêm là một cái ô để mà che mưa, che nắng lúc mà buổi sáng ông có đưa Mạnh đi học hay là đến buổi chiều thì ông lại đi đón Mạnh của bác. Và kèm theo đó thì cháu Lực có mua thêm là cho hai ông cháu là thêm là một chút là thịt bò nữa. Đấy, cũng biết rằng là hai ông cháu là chưa từng ăn thịt bò bao giờ cả, cho nên là cháu Lực xin phép là mạo muội là trích tiền của bác Hồng Lê là mua cho hai ông cháu là thêm là một chút thịt bò của bác nhá. Ở đây thì khi mà bác gửi tiền cho cháu Lực thì bác cũng có nói với cháu Lực rằng là mua theo khi mà cháu Lực xuống thì cần hai ông cháu là cần thiết cái gì nhất thì cháu Lực sẽ mua cho hai ông cháu của bác. Thế còn bây giờ thì xin mời tất cả quý ông bà, cô chú, anh chị là cùng theo dõi hết video ạ. Thưa với cô bác, trước mặt cô bác là ngôi nhà của hai ông cháu. Hiện tại hai ông cháu đang ở cô bác. Xung quanh của hai ông cháu thì hầu như là cháu Lực nhìn thấy là có rất là ít cái ngôi nhà cô bác ạ. Chỉ có tận xa xa tí cái quả đồi trên kia là có một ngôi nhà. Và ở phần phía trên khu cháu Lực chỉ này cô bác này có một cái ngôi nhà nữa. Đấy, hôm nay thì cháu Lực xuống thì cũng có mua thêm là hết là đầy đủ cho hai ông cháu rồi. Mua xem là cân đối. Ôi dồi, ông thì cháu Lực đang nhìn thấy là ông đang chuẩn bị đi lấy nước hay sao cô bác ạ. Bây giờ thì treo thịt lên cao đó. Đấy, có thể là ông sẽ cần đến cái xô này. Đấy, còn đây là cái ô, cộng thêm là một bộ áo mưa nữa. Đấy, cháu Lực sẽ để tạm đây đã cô bác ạ. Đấy, để tạm đây đã. Đấy, xô cho ông đã. Cháu Lực nhìn thấy là ông với lại Mạnh thì cũng có xô nhưng mà chắc là cũng mua hỏng hết rồi cô bác. Rồi, ông đang làm gì đấy ông? Ông lấy nước à? Lấy nước đi cho lợn đây cho gì không? Ồ, xô của ông này chắc là hỏng hết rồi nhờ. Cái dây này thì là ông làm lại à? Ôi, cái kia thì bị hỏng rồi, vỡ rồi. À, đây, cháu mua cho ông thêm là hai cái xô này các bác. Ông nhá. Đây, mua hai cái xô để ông đựng nước. Hai cái xô to thì sẽ đựng nước được nhiều hơn. Cái xô này thì rất là cần thiết cho ông luôn các bác. Ở đây thì cháu Lực không mua bằng cái xô mà nhựa màu đỏ đỏ nữa, tại vì là xô nhựa màu đỏ thì nó vớ rất là dễ, còn cái xô nhựa màu đen đen đấy thì nó sẽ khó hơn. Mạnh đi đâu rồi ông? Mạnh đi học chưa về. Mạnh đi học chưa về à? Ừ. Ôi rồi, hôm nay có vẻ Mạnh về muộn đấy ông nhỉ? Không, muộn thế này. Vâng. Cái này là ông lấy nước để cho lợn hay là cho gì ông? À, lấy nước ở cho Châu à? À, thế là Mạnh vẫn chưa đi học về tới nhà không? Chưa về đâu. Ồ, thế hôm nay thì có vẻ như là chắc là đi đâu chơi mà đến giờ này vẫn chưa về. Cái Mạnh thì còn khá là bé đó cô bác ạ. Năm nay thì mình được còn 5 tuổi, cho nên là chắc là vừa rồi buổi tối thì là ông không phải là đón Mạnh đi học. Chưa phải à? Đấy, cho ông hai cái xô to hơn để ông xách cho nó được là nhiều hơn các bác.
Đấy, ngôi nhà của hai ông cháu thì cháu Lực cũng đã ghi hình lên khá là nhiều lần rồi cô bác. Thì cô bác cũng đã nhìn thấy một cái ngôi nhà mà phải nói là ở đây nếu mà gió to thổi là bay. Như hiện tại bây giờ cháu Lực đang nhìn thấy là có rất là nhiều gió rồi cô bác này. Còn cái phần trâu này thì chắc là ông là sẽ dùng để mà máy nữa cho vào ruộng của nhà mình cô bác ạ. Hãy ông cất mấy cái đồ đi ông nhá. Bên này hôm nay là có một bác là bác Hồng Lê. Bác Hồng Lê là mua cho ông là gửi cho ông là 500 ngàn. Cái 500 ngàn thì trong đó thì cháu là mua cho ông hai cái xô này. Thêm là một cái ô này để buổi sáng mà ông đưa Mạnh đi học nhá. Cộng thêm là một bộ áo mưa này ông ạ. Đấy, một bộ áo mưa để mà lúc mà ông làm mà ruộng này thì là ông sẽ cần đến. Cộng thêm là một túi thạch nữa để một tí nó cho Mạnh nha. Đấy, và thêm một chút thịt bò nữa này ông. Đấy, thịt bò này thì tối nay có thể là nấu là dùng để nấu ăn hai ông cháu là sẽ ăn cơm luôn. Thế Mạnh là tầm giờ này thì đã về chưa ông? Mọi hôm này hôm từ 4 giờ. À 4 giờ là đến à? Ồ, thế hôm nay thì có vẻ muộn hơn đấy nhở? Đây vào trong ngôi nhà của hai ông cháu thì mà nói là rất là nhỏ bé của bác ạ. Thế là nếu mà một tí nữa không về thì ông lại đi tìm à? Đã bao giờ ông đi tìm Mạnh chưa? Cũng có mà. Có à? Nhưng nó không bằng trẻ nó đi thì nó cứ dùng đi chơi. À. Tối nó không dám về nữa. À là ông phải đi tìm đúng không? Vâng. À. Nó chuyển bên kia công bàn nó đi chơi đi. À. Đấy, cái góc bếp của hai ông cháu ở hiện tại có bác, cái góc bếp này thì phải nói là gắn bó với lại hai ông cháu là khá là lâu năm rồi. Đấy, ra phần phía bên ngoài thì cháu Lực cũng nhìn thấy là hiện hôm nay thì ông làm lại phần dưới kia này có bác này, chỗ mà cái đá mới đấy, thì ông bảo là kè cái đấy để cho nó rộng hơn một chút nữa. Đấy. Hôm nay thì cháu xuống thì đem cái phần quà là của bác là bác Hồng Lê nhá. Bác Hồng Lê là gửi cho ông là 500 ngàn. Thì vừa rồi là cháu là mua những cái vật dụng cho ông hết là 500 ngàn rồi. Đấy, mua thêm một chút thịt nữa. Đấy, và cháu cũng xin gửi một lời cảm ơn tới bác Hồng Lê. Chúc bác một năm mới dồi dào sức khỏe và luôn luôn thành công trong cuộc sống. Cảm ơn bác rất là nhiều. Đấy, ông gửi một lời cảm ơn tới bác Hồng Lê nhé. Tôi gửi một lời bác Hồng Lê tôi thông cảm nhá, tôi không biết nhiều gì tiếng à. Đấy, ông thì chỉ biết là một chút thôi, để mà biết nhiều thì ông có vẻ là ông nghe được nhiều hơn đúng không? Vâng, nghe được không nói được. Nghe được là không nói được à? Lâu lâu mới nói thì à. Nó không. À. Thế là tầm Mạnh thì tầm phải tầm một lúc nữa thì chắc là mới về đến nhà ông nhỉ? Vâng. Thế thì là bây giờ ông ăn, ông đến giờ nấu cơm của ông chưa? Đến giờ rồi. Đến giờ rồi à? Hai ông cháu thì cô bác ạ, bây giờ thì ông sẽ nấu cơm một lúc nữa để đợi Mạnh, nếu mà Mạnh không có về thì ông sẽ đi tìm Mạnh đấy cô bác ạ. Ông nấu cơm một lúc để đợi em Mạnh nhá. À ông lấy cơm ra rồi à? Gạo ra rồi à? Vậy ở đây thì ông với Mạnh là đi ra bên kia xách từng cái xô nước về này cô bác này. Ở đây thì ở trên kia có nguồn nước nào không ông? Chưa nữa. Vâng. Trên không có họ lấy đi hết rồi. Họ lấy đi hết à? Nếu mà bây giờ mình muốn kéo, nếu muốn kéo nước ấy thì là kéo nước ở đâu về ông? Ông có biết không? Không có chỗ kéo. Không có chỗ kéo á? Thế là mấy nhà ở trên kia thì nếu mà mình đi xin người ta về ấy, mình mua ống nhựa về ấy, xong là lúc nào mình dùng xong ấy thì mình lại đi tắt cho họ thì họ có đồng ý không? Biết được, chưa hỏi à?
Thế thì lúc nào mà ông rảnh ấy, ông thử đi hỏi xem người ta là mình có xin được làm như vậy không. Nếu mà xin được như vậy thì ông bảo với cháu để mà cháu đi mua ống nhựa về cho. Đi mua ống nhựa về xong là kéo đến cái chỗ mà ông hay lấy nước cho cháu kìa. Ông là mua một cái thùng, mua một cái thùng nhựa về. Thùng to ấy. Nhưng mà phải lấy nước sạch cơ ông, mình không lấy nước bẩn đâu. Chỗ này để bên nước xe nó ra mái mà. À, nhưng mà xa không ông? Xa đâu, ngoài trên này. Ngoài trên à? À, thế thì ông thử hỏi xem, nếu mà hỏi thì có được nước mình xin được ấy thì là lần sau cho xuống thì ông bảo với cháu để cháu đặt ống nhựa về. Vâng, nước xin ạ. Em nên uống thì nước cho thôi. Đấy, ông xin mình về uống thôi chứ mà mình không phải là để mà mình làm cái gì cả. Như chuyện mùa mưa về nước nhiều. Mùa mưa về là nước nhiều à? À, thưa cô bác anh chị ạ, hôm nọ cháu được nói với ông là bảo ông là làm ở chỗ này cô bác này để mà mua tôn về ấy, thì tôn hiện tại là chưa qua rằm 15 cho nên là người ta cũng chưa có bán vật liệu của bác ở trên chỗ xá Đạo Đức, thì khi nào mà mình cần ấy thì mình phải đặt người ta, thì người ta mới chở từ dưới xuôi lên ấy. Nhưng mà ở đây thì cháu Đức xé bảo ông là đi lấy thêm cây về để mà sửa lại cho nó kiên cố một chút để mà mình lập pro thì nó mới chắc được. Mấy cái cột nhỏ này chắc là hôm nào là ông phải thay hết đi ông nhá. Ông lấy cái cột to về ông cứ làm hết cho cháu đi, xong là cháu đi lấy pro về. Đấy, lấy pro về lên trên xem là có nhờ được hàng xóm không. Nếu mà không nhờ được hàng xóm thì chắc là lấy thuê vác từ trên kia xuống đấy. Ông thì hôm nay là ở nhà làm những gì không? Chờ đã về xem đây một tí là đi lấy sắn. À, đi lấy sắn á? À, thế là vừa rồi ông đi xả lấy sắn ở đây đúng không? Đấy, cô bác này, ông cháu là đi, ông là ở nhà là khi mà Mạnh đi học ấy thì là đi lấy sắn về làm tất cả những cái công việc ở nhà để làm sao mà hai ông cháu có cơm để mà ăn. Như ở phần dưới kia thì là mạ của nhà ông, cô bác ạ. Ông thì cũng có một chút ruộng từ chỗ này này, cô bác ấy, trải dài đi xuống kia. Cái chỗ mà ở sau kia là cái chỗ mà ruộng nó rất là nhỏ cô bác ạ. Và cái chỗ ruộng này thì nếu mà có như có phân bón để mà mình bón đều đạm ấy thì là có thể là hai ông cháu là sẽ đủ ăn đấy. Nhưng mà do là tiền thì cũng không có cho nên là hai ông cháu là không có tiền để đi mua được phân lân phân nạm về để bón phần ruộng, cho nên là mới dẫn đến cái việc mà hai ông cháu là không có đủ ăn đấy. Ô, Mạnh thì đến giờ này là vẫn chưa thấy về không nhỉ? Cũng khá là tối rồi đấy. Không bảo về đâu chơi. Đi chơi thì còn được chứ sợ người ta là bắt cóc đi thôi. Tại đây thì cũng có rất là nhiều bác còn chưa biết tên của ông ấy. Thì bây giờ cháu sẽ hỏi ông xem là cho ông nói lại cho các bác cùng nghe thêm một lần nữa các bác nhá. Thế ông là ông tên gì, ông có thể là nói lại cho các bác cùng nghe một lần nữa không ông? Tên á? Vâng, ông tên là gì? Tên Xin Đức Sò. Ông là ông Sò à? Vâng, Sò. À, thế là ông Sò, ông là năm nay được ông bao nhiêu tuổi rồi ông? Hôm nay là đến năm nay nữa là 58 rồi. 58 tuổi đúng không? Vâng. Ông thì năm nay 58 tuổi của bác, một cái tuổi mà cũng không hẳn là quá già đấy, nhưng mà do là cái cuộc sống của ông ấy, ông rơi vào cái hoàn cảnh này thì là ông là già trước tuổi đấy. Và có cháu được hôm nay cháu được sẽ giải đáp thêm một chút cái thắc mắc mà các bác. Như ông thì là vợ của ông là bị làm sao mà là mất ông? Lúc đó cứ bị ốm đau bụng mất rồi. Thế là bị bệnh đúng không? Vâng, điểm đấy. Là vợ ông là mất tầm bây giờ được bao nhiêu năm rồi ông?
giờ chắc được hơn 20 năm rồi. Được hơn 20 năm rồi? Vâng, lúc nó mất thì đứa con nó được 5 tuổi nhưng sống nhận bao nhiêu đó. À, là có nghĩa là con trai của ông đúng không? Vâng. Đấy, con trai của ông thì đang hiện tại là đang bằng tuổi em Mạnh bây giờ có bác ạ. À? Bằng tuổi em Mạnh bây giờ. Cũng không may là vợ của ông ấy thì là bị bệnh và cũng qua đời rồi. Đấy, đến thời điểm hiện tại là đến em Mạnh là cũng được 5 tuổi rồi, thì là em Mạnh lại là mồ côi cả cha lẫn cả người mẹ. Như con của ông thì là bị lừa sang Campuchia các bác được 2-3 năm nay rồi, không biết là hiện tại là như thế nào, còn sống hay đã chết. Nhưng mà ông có nghe một chút thông tin nào về con của ông không? Có nghe tin được. Tin gì? Không nghe tin gì à? Vâng. Ở đây thì cháu được có cái gì không cầm điện thoại thì không biết rồi. Ồ. Đâu không được đi nữa, nhà máy thì không đi xa được luôn. Đi như kiểu là hòn đá mà rơi xuống nước ấy cô bác ạ. À, là biệt tâm biệt tích luôn, không có điện thoại để mà gọi. Và cháu Lực cũng rất là mong khi mà cháu Lực lên chia sẻ, nếu mà các bác có biết thông tin gì về bố của bé Mạnh. Bố của bé Mạnh là họ và tên đầy đủ là tên là gì ông? Tên là Sơn. Sơn à? Xin cái gì Sơn không? Xin Văn Sơn. Xin Văn Sơn. Đấy, họ và tên đầy đủ bố bé Mạnh là Xin Văn Sơn. Là năm nay được bao nhiêu tuổi không? 97 năm nay 30. 97 năm nay là 97 năm nay được đâu? Được 27 tuổi. 27. 97 là năm nay được 27 tuổi rồi. Thì cháu Lực cũng mong muốn rằng là khi mà cháu Lực lên chia sẻ thì có thông tin nào con của ông, như là bố của em Mạnh là Xin Đức Sơn, năm nay là 97 tuổi, quê quán thì là ở xã Trung Thịnh, huyện Xín Mân, tỉnh Hà Giang. Nếu mà cô bác anh chị nào có biết thông tin gì ấy thì cho cháu Lực xin một chút thông tin để mà làm sao mà xem biết thông tin còn hiện tại là còn sống hay là chết cô bác nhé. Ở đây thì phải nói là khi mà gia đình mình rơi vào quan cảnh này cô bác này, các bạn ở trên vùng cao thì có mong muốn làm sao mà gia đình mình thoát nghèo đi đấy, nhưng mà để mà cũng có thể là nghe nhẹ dạ cả tin là bị người ta dụ dỗ, là lừa dối đi sang bên nước này nước nọ. Đấy, như ở đây đi thì là theo như cháu được tìm hiểu là đi sang Campuchia là hầu như là đa số là không có ai có giấy tờ gì cả, đi là đi chui các bác. Đấy, lúc mà đi thì là người ta đón được đi. Đấy, nhưng mà đến lúc mà về ấy, thì là gia đình mình phải có tiền chuộc thì mới về được. Cháu được cũng là chứng kiến được là những cái vụ như vậy rồi cô bác ạ. Phải ngồi nói chuyện với ông một chút mà vẫn chưa thấy là bé Mạnh là về cả. Nếu mà một tí nữa nấu xong ăn nồi cơm này vẫn chưa thấy Mạnh về thì ông có đi tìm Mạnh không hay là như thế nào không? Có rồi, cơm còn nó chưa về đi tìm. Chưa về là phải đi tìm đúng không? Ừ. Nên chỉ sợ rằng là ông có... Ba đã bao giờ đi tìm Mạnh chưa? Đi tìm 2-3 lần nữa. Đi tìm 2-3 lần à? Ừ. Nó cùng bảo nó về. À. Nó mình nó xuống đường đấy, không xuống đường bên kia. À. Để họ lớp 1 nó đi học, đi từ sáu, từ chín hết rồi, không ở nhà. À. Mạnh là năm nay là lớp 5 tuổi rồi, sang năm là sang năm là được 6 tuổi là lên lớp 1 đấy ông nhỉ? Vâng. Qua đâu nhỉ? Học hết qua tháng 5 tháng 6 đây này. Tháng 5 tháng 6 này là Mạnh là hết rồi đấy, là lên lớp 6 rồi đấy. Ừ, kỳ 2 chắc lên lớp 6. À, lên lớp 1. Đấy, à lên lớp 1 chứ không phải lớp 6. Ở đây thì Mạnh phải nói là một đứa trẻ của bác ạ. Rất là ngoan ngoãn và rất là biết là nghe lời. Đấy, cũng biết là mình đang hiện tại là chỉ ở với mình ông thôi, là không có gọi là nhiễu sự hay là gì cả. Nếu mà ở đây thì như ở dưới xuôi hay là không hẳn ở dưới xuôi gì cả, một số các bạn mà có còn bố còn mẹ thì là rất là hiếu của bác ạ. Mạnh có bao giờ mà đi cùng ông đi chợ chưa?
Đó, được đi một lần rồi. Đi một lần à? Thế đi vào chợ thì Mạnh có đòi ông là mua thứ này thứ nọ không? Thích đòi đấy. Thích đòi à? Thế Mạnh là Mạnh thích 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 cái gì không? Đòi cái gì? Thích đòi mấy xúc bên. À, có mấy xúc hôm nọ cho mua cho đi hỏng vào không? Hỏng hết rồi. Hỏng hết rồi à? Cũng được 2-3 tuần nữa hỏng. À, thế thì lần sau cho xuống thì cháu lại mua máy xúc cho Mạnh. Đấy, có thể là bây giờ đi họ không mua rồi, đi khủng nhóm. Ồ, nhưng mà nếu mà mình để trong nhà thì có sợ bị mất không không? Ở ngôi nhà này có ông đã từng bị bao giờ mất cái gì chưa? Nhà nó rơi xuống dưới thì chỗ là cái gì nó cắn hỏng hết rồi. À, phải giữ để cao nó, con chó không lấy được. Đây, đây thì cháu được nhìn thấy là ngôi nhà của ông này, có bác này. Cái này thì ông vừa mới buộc à, dây này. Sợ là nó bị đổ à? À, sợ là cái tấm ở bên này này, có bác này bị đổ ra ngoài. Cho nên là ông phải dùng cái này để mà buộc lại. Ở đây thì ông với lại Mạnh thì chỉ có làm là tạm bợ là được ngày nào hay ngày đấy thôi. Cũng không dám tính là lâu dài được. Còn là phần bạt ở trên này thì vào mùa mưa, mùa bão thì chắc là bay hết đấy ông nhờ. Thế thì ông... bây giờ cháu bảo ấy thì ông cố gắng là ông làm chỗ kia cho nó kiên cố một chút nhá. Xong là cháu bây giờ thì cháu sẽ đặt là tấm polo trước. Đấy, mình cứ lấy độ tầm là 15 tấm đi. Đấy, thừa thiếu bao nhiêu thì mình sẽ bù sau ông nhá. Đấy, bây giờ thì cách tốt nhất thì cháu Lực cũng chỉ biết là làm như vậy thôi cô bác ạ. Để mà còn là sau này nữa cháu Lực sẽ nghiên cứu lại cô bác ạ. Bây giờ như ngôi nhà của ông ấy thật sự ra thì không có đường ô tô để mà vào đến tới đây được cô bác ạ. Ở đây thì đường nếu mà đường xe máy ở phía phía bên này thì là bị tít tít trên kia cô bác này, tít trên mái cái trên cỏ đồi trên kia kìa. Đường xe máy là đi qua tới đấy thì ở đây thì không có một cái đường xe máy nào mà đi qua nữa. Nếu mà mình chở vật liệu ấy thì cũng chở rất là khó, cực kỳ khó luôn. Cho nên là cách tốt nhất vì hiện tại bây giờ thì nếu mà làm nhà ấy cô bác này thì mình sẽ làm một cái ngôi nhà ghép cho ông với lại Mạnh là ở đây. Đấy, làm hiện tại làm cái ngôi nhà ghép để cho nó kiên cố và chắc chắn đó. Bây giờ thì sẽ cùng ông nấu cơm đã, đợi xem một lúc nữa, nếu mà không có Mạnh thì xem là ông sẽ đi đâu và tìm Mạnh. Cháu là cũng đi theo ông xem này. Ôi, thịt vừa rồi cháu đem xuống này thì là ông thái thịt đi ông nhá. Bây giờ thì cũng khá là tối muộn rồi các bác ạ, vẫn chưa thấy em Mạnh em ấy về. Ông còn đang vừa là xào thức ăn dở rồi các bác này, là thức ăn chưa chín ấy. Bảo là cất để đi tìm em Mạnh đó, không là tối rồi. Cái bóng đèn này không sáng nào không sáng rồi. Ồ, nó vẫn có pin mà, pin không có mà không sáng rồi. Ồ, chắc là cái điều khiển hết hết pin thôi. Đâu cho xem nào. Đây cho xem nào. Thì rằng là cái điều khiển này chắc hết pin rồi. Không ai bấm bước nhỏ ấy, tôi bấm và lòng thật vào rung. Hả rung tương hơn. Cái pin chắc khẩn trước đất. Ồ, thế chắc là hết pin rồi. Thế bây giờ là đi tìm Mạnh nào không? Vâng. Thì bây giờ chắc là phải đi theo ông đi xem em Mạnh nó có bác ạ. Rồi thì về thì xem cái bóng đèn này sau. Có thể là cái bóng đèn này hết pin rồi. Nó hết pin rồi. Cái phần điều khiển của nó. Đấy, khi mà nấu cơm chín thì cô bác này phải cất hết tất cả đồ đạc đi vào trong nhà đã. Chứ không là ở ngoài là tí sợ là chó là nó ăn mất đấy cô bác, sợ mất luôn. Bây giờ thì đi ra bên làng bên kia không? Vâng. Xem là cái đường mà chú Mạnh đi học về đấy. Để ông đóng cửa ra cô bác ạ. Đây cháu có đèn mà, đi.
Thì ông thì cũng phải nói là khá là lo lắng của bác ạ. Khi mà cháu của mình là đến 5-6 giờ rồi vẫn là chưa thấy về, nhưng mà làm việc ở nhà xung quanh một chút đã, để đợi xe Mạnh là đã về chưa. Đến tầm 6 giờ thì ông mới đi để mà tìm Mạnh. Thế là ông đưa Mạnh đi học là đi đường này à ông? Đi đường trên đấy à? À. Ôi, cháu thì vẫn chưa lấy về à ông? À, tối nay thì ông bảo là Trăng ấy, cô bác à, có anh Trăng cho nên là một lúc nữa mới đi lấy. Bây giờ là phải đi tìm em Mạnh đó. Thế là nếu mà Mạnh đi học về là Mạnh khắc đi về đường này không? Vâng. À. Thế là bây giờ là đi là tí đến gặp nhà nào thì vừa đi vừa hỏi à? Qua cái đồi này, đi kia đi à. Qua ở bên kia có nhà nào hàng xóm ở bên kia không ông? Có hai ba nhà hàng xóm à? Ôi, trên này thì hình như là không phải đâu ông ạ. Cái chỗ khu này thì có mỗi nhà ông với lại nhà cái chú gì ở bên trên nhà ông đây à? Vậy ông di chuyển là một cái đoạn đường mà khá là xa rồi các bác. Vẫn còn chưa tìm thấy Mạnh ở đâu cả. Đi hơn cây không? Đi hơn một cây leo đồi như này không? Ở mấy cái nhà dưới kia đúng không? Qua cái quái đồi bên kia đi nữa. Ủa. Thế nhưng mà ở khu này có trẻ con đúng không? Khu này đi học ở xá hết rồi à? À là ra tít bên kia mới có trẻ con đúng không? Thế là bây giờ hai ông cháu mình phải ra tít bên kia để hỏi xem là có mày có ra bên kia không đúng không? Thế ông vừa bảo thì ở khu bên này có bác này, mặc dù là có khá là nhiều nhà ở đây nhưng mà không có bạn nhỏ nào mà cùng lứa tuổi với lại em Mạnh cả, cho nên là không có ở đây rồi. Tí nữa thì sẽ cùng ông đi xem là bắt gặp ai thì hỏi xem là có nhìn thấy bé Mạnh ở đâu không. Ở đây thì có vẻ như là có chó rất là nhiều ông nhỉ. Chó rất là to luôn đấy. Ôi, có vẻ nghe tiếng
Nên tiếng trẻ con ở dưới kia không biết có phải mạnh không. Đây thì chắc là bây giờ là phải bật đèn rồi các bác ơi, tối quá rồi. Ở dưới kia có một cái ngôi làng của bác, vừa rồi thì hai ông cháu cũng đã hỏi hết rồi nhưng mà vẫn chưa thấy là bé Mạnh ở đâu. Bây giờ thì sẽ tiếp tục là ra là ngôi làng thứ hai để mà tìm bé Mạnh. Ôi chỗ này thì đường xe máy đi vào được không ở chỗ này ấy à. Nhưng mà chỉ vào đến cái làng này thôi nhỉ, cũng không đến chỗ khu nhà của ông ở bên kia nhỉ. Tại vì là thưa cô bác ạ, ở khu nhà của ông bên kia thì chỉ có hai nhà thôi mà cách nhau cũng rất là xa. Nhà thì nhà nào cũng không có đủ điều kiện để mà mua xe máy cho nên là không ai đào đường đi vào cả. Hay những con đường như này thì là bà con trong thôn là khác họp lại với nhau xem là nhà nào có đất thì hiến đất một chút, nhà nào không có đất thì sẽ hiến công sức nhiều hơn. Ồ, bây giờ lại lên leo lên dốc này không? Bây giờ thì leo lên dốc trên kia thì cũng khá sẽ rất là mệt cô bác. Vừa lên thì vừa nói chuyện thì cảm giác như là mình thở không có đều ấy, hơi thở của mình nó to quá, nên ra là cháu được sẽ xin phép là kết thúc một chút nữa xem là khi mà gặp bé Mạnh ở đâu thì cháu được sẽ ghi hình sau cô bác ạ. Ông đâu? Ông ở đâu rồi? Ông ở đâu? Ở nhà. Ôi, nào quay ra đây. Thế Mạnh là đi theo ai ra đây ấy? Có bạn không? Không. Không á? Thế ông là đang đi đằng sau kia à? Mạnh chào các ông các bà một câu đi. Mạnh chào các ông các bà. Đấy, vừa rồi thì cũng đã tìm thấy em Mạnh của cô bác ạ. Ông thì đi theo sau. Mạnh ra đây lâu chưa? Hả? Lâu rồi. Ra lâu rồi á? Ồ, thế thì đi về thôi. Cơn nó ốm cơn là gì? Mạnh làm sao ấy, đau chân à? Đau chân á? Đau ở đâu? Chân à? Đau ở đâu? Rồi sao lại có một đâu 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 ôi rồi ôi ôi rồi ôi rồi ông ơi chắc là phải lấy cống Mạnh đi thôi. Đây đi 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 thằng cháu các mình không mua mặt nó đấy đi là bị ngã ở đâu ông không chờ nhảy xuống gai chọc. Gái trầu à? Hôm qua con sóc cả đi. Đây là bị từ hôm qua hay là bị từ hôm nào rồi ông? Kêu. Bị từ hôm kia rồi à? Thế là không phải là hôm nay vừa mới bị đâu đúng không? Đi cân nhắc rồi mày. Đâu về đây? Kia về. Khó khá là mèo nó tay mèo. Đó kìa. Đó kìa. Đi cân nhắc rồi. Ông ơi chắc lên cống Mạnh đi ông ạ. Xuất phát cùng. Mấy tỉnh rồi. Đi cầm mất. Mạnh thì do là Mạnh thì hôm qua hôm kia bị nhảy ở đâu cô bác? Bị cái gì đâm vào chân nào ông? Loại cỏ này đi. À, loại cỏ voi này à? Ồ.
Thế là lúc đâu đây có đeo dép không không? Nhưng nó cười ra mà. Đâu đây mà bỏ ra? Bỏ ra đi cười đi nhổ con nước ấy. Ồ. Tại bây giờ thì cũng đã tìm thấy là bé Mạnh rồi cô bác. Thế là bé Mạnh là vừa rồi đang ở nhà nào đấy không? Ở bên kia. Nhà bên kia à? Là có... có bạn à? Có bạn. Ờ. À. Chứng tỏ là cái con đường của Mạnh đi bộ đi học cũng rất là xa đấy cô bác ạ, chứ không phải là gần đâu. Thế là Mạnh là nếu mà đi học về là một mình Mạnh khác đi qua đường này đúng không? Ừ. Ôi. Mạnh đi qua đây Mạnh có sợ không Mạnh? Ừ. Không sợ đâu à? Ôi dồi. Đấy, buổi chiều về thì Mạnh là một mình khác dám đi qua cái đường này để mà đi học với cô bác. Ban ngày thì trời còn sáng. Ở chỗ này thì có người đi qua lại nhiều không không chỗ này ấy? Không có máy đâu. Không có máy à? Ban ngày ban đêm thì không có. Nếu mà đêm tối muộn như này thì không có ai rồi nhỉ? Ừ. Chỗ này thì có vẻ như là rất là âm u và hẻo lánh nhá ông nhỉ? Cháu cảm nhận được rằng là như kiểu là có một cái không khí lạnh nào đấy nó tập trung ở đây là nhiều hơn. À, nhiều cây quá chỗ này ấy. Ôi, cháu được nhìn thấy ở trước mặt kia thấy là cái này thì người ta để làm gì đấy ông? Ôi, đây này cô bác này, có vẻ như làm theo một chút hình người và kèm theo là một chút là có hương ấy, có nhìn hình như kiểu hình rất là kiểu kỳ dị một chút cô bác. Đấy, chắc là chỗ này chúng tôi sẽ không có đứng ở đây nhiều cả. Nhưng mà cái đấy thì người ta là theo cái dân tộc là đấy là làm gì không? Theo nó là những năm nào người về cái gì đây làm cho nó đưa đi đưa. Đấy là cái như kiểu giải hạn đúng không? Không nó đi đâu không đi được. Mấy cái nhà này có vẻ như cũng yên tĩnh quá ông nhỉ? Như kiểu là không có người ở hay sao ấy. Đây thằng nào đến tối muộn như này thì Mạnh mới không có dám về một mình đâu các bác. Quãng đường thì đi nó cũng rất là xa và hầu như là rất là âm u. Đấy, bây giờ thì chắc là mấy ông cháu sẽ cùng nhau là đi về đã. Về đến nhà thì cháu được sẽ ghi hình sau cô bác ạ. Và dặn dò em Mạnh thêm một chút nữa. Hai ông cháu đi tìm em Mạnh là đi từ lúc mà trời vẫn còn sáng không bác. Bây giờ thì trời tối quá rồi. Châu của ông thì vẫn còn ở dưới kia kìa. Bây giờ chắc là đi lấy châu về trước ông nhỉ? Rồi thì đi ăn cơm xong. Cho nó ăn cỏ dưới kia không được á? Đêm nay thì có vẻ là trăng sáng đấy ông nhỉ? Ui, nhìn thấy ở trên kia có vẻ như là bị cháy rừng các bác này. Đấy. Chó của ông là nhiệm vụ là trông coi ở nhà. Đấy, nhìn thấy ông với lại Mạnh về là chạy tung tăng quấn quýt thôi. Đấy, cho chó này thì cũng là phải nói là một cái người bạn mà vừa là người bạn của hai ông cháu, vừa là người mà giữ nhà đấy cô bác ạ.
Đấy, bây giờ thì để ông đi rửa chân trước đã. Đấy. Chó này có vẻ là rất là quý ông ấy nhờ. Ông đi rửa chân đi nhá. Đây. Có đi lên được không Mạnh? Mạnh thì hôm nọ là bị ngá đấy cô bác ạ, bị một vết ở chân. Mạnh có rửa tay không? Rửa tay đây này. Mạnh ơi. Mạnh à? Không à? Mạnh đi vào nhà đi. À. Đi rửa tay đi, nếu mà rửa tay ấy. Đi rửa tay đi. Đấy, đi rửa tay đi. Bỏ tất vào nhà đã xong mới đi rửa tay được cô bác ạ. Hôm nay Mạnh đi học đi với bạn nào ra kia đấy hả? Bạn. Đi với bạn nào? Có biết tên nào? Không biết à? Thế lần sau thì không được đi thế đâu nhá. Sau là nghỉ học là phải về nhà mình luôn nhá. Đấy, để lần không để ông phải đi tìm như lần này nữa đâu nhá. Rồi xong chưa? Đấy, xong rồi đi vào nhà đi. Rồi bây giờ chắc là phải nhóm bếp lại rồi ông nhờ. Đấy, ở trong nhà thì bây giờ cũng có một cái bóng đèn năng lượng mặt trời của bác này. Thì khi mà đến 6 giờ thì nó sẽ tự sáng và lúc nào mà mình tắt. Đấy, vừa về trong nhà thì không biết là tìm áo để lau. Đây vừa rồi thì cháu Lực cũng đã sửa lại cho ông rồi các bác này. Nó không biết sáng nào Mạnh, phải không? Nó không biết tắt đúng không? Đấy bây giờ thì được rồi nhá. Đấy. Vừa rồi thì cháu Lực đảo lại cái đầu pin của bác này. Nào Mạnh ngồi xuống đây. Đấy. Mạnh ngồi xuống. Mạnh ngồi ra kia. Ngồi ra kia. Đấy. Lần sau là Mạnh không được cho ông đi tìm như thế nhá. Nghỉ học là viết về nhà rồi nhá. Mạnh đi như thế có sợ người ta bắt cóc không? Có sợ người ta bắt không? Sợ à? Đấy. Ông thì lo lắng lắm ấy. Ông thì lo cho Mạnh nhiều lắm ấy. Mới đi tìm ông, mới đi tìm Mạnh nhá. Thế Mạnh đã ăn cơm chưa? Chưa ăn cơm rồi đúng không? Rồi, thế thì bây giờ đầu chân là bị như nào chú xem nào. Ui dồi ôi đây này. Đây này cô bác này bị một vết khá là to đấy cô bác ạ. Sợ là không biết là có bị nhiễm trùng không, có đau không? Đau. Đau lắm à? Lần sau là đi đâu là phải đi đeo dép vào nhá. Trẻ con thì không thể tránh khỏi được cô bác ạ. Ôi dồi ôi, đây là vé cái gì đây? Đây ra. Vé cái gì đây chú xem nào. Vé xem nào. Ai vé cho Mạnh ấy? Ôi dồi ôi. Ôi. Nào chú xem nào, chú xem nào, này chú xem nào. Đây là con gì ấy? Hả? Con gì, con cá à? Con gì đây? Bây giờ là ngồi đây để ai để chú với lại ông đi nấu cơm nhá. Hai cái thì ăn cơm xong mới được ăn nhá. Được chưa? Rồi. Đấy là áo mưa của ông nhá. Để mà nếu mà trời mưa thì ông sẽ đưa Mạnh đi học nhá. Để đội áo mưa để mà đi học. Đấy, bây giờ thì cũng chuẩn bị là đến cái mùa mưa của bác này. Buổi sáng sớm thì có vẻ như là có thể là trời mưa. Thì cháu Lực sẽ mua cho ông là thêm là một cái bộ áo mưa nữa. Mạnh thì có vẻ rất là tinh nghịch các bác ạ. Nhìn thấy là phải mở ra xem nữa. Kéo vào đi. Kéo vào cho ông đi. Đây, tối nay thì cháu Đức lại tiếp tục là ăn cơm với lại hai ông cháu của bác ạ. Đây, vừa rồi thì khi mà cháu Đức xuống cũng có mua thêm cho hai ông cháu làm một chút thịt bò. Có lẽ là thịt bò là hai ông cháu đã chưa từng ăn bao giờ cả. Mày có biết con bò không? Không biết con bò á? Thế biết con trâu không? Con trâu thì biết à? À chắc là con trâu là ở nhà có cho nên là biết đấy cô bác.
Đấy, bây giờ thì Mạnh ra ngồi ăn cơm đi. Đấy, đúa đâu? Chia đúa, nó ngồi khoanh chân vào. Đấy, khoanh chân khoanh tay vào thì ăn cơm. Đấy, hai ông cháu thì ở trong cái ngôi nhà này phải nói là rất là lâu rồi cô bác, từ lúc mà Mạnh là còn là nhỏ rồi. Mạnh đói lắm chưa? Đói. Đói rồi à? Ừ. Tuần sau thì không để ông đi tìm như thế nhá. Vâng. Không thì đã được ăn cơm rồi đấy. Đấy. Đi là mấy nữa người ta bắt bán đến Trung Quốc ấy. Biết không? Ừ. Buồn ngủ chưa? Chưa. Ừ. Đấy, bây giờ thì sau những bữa ăn đấy cô bác này thì có cái bóng đèn năng lượng mặt trời như này thì hai ông cháu đã không còn phải dùng cái đèn pin nữa, chứ không là hai ông cháu dùng cái đèn pin. Đấy đây, bát của Mạnh đây. Đấy, ngồi ra bên này một chút. Đấy, ra bên này một chút. Đấy, ngồi ra bên này một chút. Lấy bát nhỏ à? Đã bảo là lấy cơm bát nhỏ đấy cô bác ạ. Xin thế á? Ăn cơm xong thì mới được ăn thạch nhá. Đấy, bây giờ thì ngồi khoanh chân vào, xong là mời công các bàn cơm đi. Khoanh khoanh tay vào. Con mời công các bàn cơm. Mời công các bàn cơm. Đấy, lần sau thì khi mà ăn cơm ấy thì chú quay ấy, không cần phải để chú mà dạy nhá, là tự biết nói nhá. Nhá. Đấy rồi. Đấy, bây giờ thì ông mời tất cả các bác ăn cơm đi ông. Vâng. Mời các bác chị tôi ăn cơm rồi. Đấy. Đấy, bây giờ hôm nay thì chỉ có nguyên là một món thịt trâu này thôi, thịt bò của bác ạ. Ông gắp cho Mạnh ăn đi. Bát cơm của ông đâu rồi? Đấy. Ôi, Mạnh thì chỉ ăn sả thôi à? Mạnh phải ăn thịt chứ. Ăn nguyên sả này cô bác này. Chú ăn. Ông gắp thịt cho. Đấy. Hai tay rồi đấy. Đấy, ngon không? Ngon à? Thịt lợn thì đã từng là ăn rồi cô bác, hôm nay thì ở trên xá cháu Lực ấy có người nào có bán ấy, cho nên là cháu Lực là mua luôn cho hai ông cháu một ít luôn. Vừa rồi thì ông để vừa rồi thì ông có để ra ngoài kia chưa? Để à? Đấy, để làm như kiểu là thịt lợn treo ấy. Đấy thì lúc mà ông với lại Mạnh đi làm về ấy, thì là cho vào giò ấy, xong là nướng lên chút là ăn cơm được rồi. Đấy, bây giờ thì cháu Lực cũng xin mời tất cả quý ông bà cô chú anh chị là cùng ba ông cháu ăn cơm của bác nhá. Đấy, cơm đi Mạnh. Anh vừa rồi thì cũng đã ăn cơm xong rồi cô bác. Anh những cái bộ áo mưa này thì buổi sáng là ông đưa Mạnh đi học hay là ông đi làm những công việc gì ấy mà mưa ấy thì là ông đeo đi nhá. Ở đây thì nó sẽ gồm có là một cái quần với lại một cái áo. Đấy, Mạnh thì đang ngắm cái ô của cô bác. Nào Mạnh ra đây. Ra đây chú bảo. Đấy, chân thì có bị đau lắm không hả? Đau. Đấy, ngồi xuống đi, ăn cơm no chưa? No rồi. No rồi à? Rồi đấy, Mạnh là khi mà ngồi xuống các bác này, không cần là phải nói luôn. Em là tự biết là ngồi khoanh chân, khoanh tay vào. Đấy, có vẻ như là ở chỗ ông ở thì đến muộn thì khá là yên tĩnh nha ông nhờ. Ông thì hầu như là buổi tối là không có ai vào chơi với ông đúng không? Để ít có người về. Với lại ở chỗ này thì hầu như là có ai nữa đâu nhỉ. Ở đây thì có mỗi gia đình ông là ở đây hết, là có một là ở đây thôi. Buổi tối thì thường là ông mấy giờ là ông đi ngủ rồi? 7-8 giờ. 7-8 giờ rồi à? Thế là buổi sáng là cho ông phải dậy từ rất là sớm nhỉ? Vâng. 5 giờ là dậy rồi. Ở đây thì bây giờ có cái bóng đèn là năng lượng mặt trời thì vào nữa cô bác này. Thì ban đêm hai ông cháu
là ngồi khi mà ăn cơm hay là làm cái việc gì đó thì không cần phải dùng tới cái đèn pin rồi. Đợt mà cháu Lực xuống chia sẻ với cô bác là cô bác cũng đã nhìn thấy rằng là hai ông cháu là không có trong nhà là khi mà sinh hoạt mọi cái là dùng nguyên cái bóng đèn mà đội trên đầu là để ăn cơm luôn. Quần áo có đẹp không? Đẹp. Đẹp à? Áo này ai cho thì Mạnh còn biết không? Ai mang xuống cho? Hả? À? Chú. Có phải chú không? Phải. Phải à? Mạnh thì chắc là được rất là nhiều ông bà đưa quần áo cho thì ra là không có nhớ đâu cô bác ạ. Tại vì là cái trí nhớ của em bé 5 tuổi thì nó lại khác. Còn nếu mà như lớn hơn một chút thì em lại nhớ được dai hơn. Chắc là thức phim hôm nay thì cháu Lực cũng xin được là kết thúc ở đây thôi cô bác ạ. Và cảm ơn các bác đã theo dõi video. Và hẹn gặp lại quý ông bà, cô chú, anh chị ở những sóng tiếp theo trên kênh Bản Em. Xin chào cô bác. Mạnh nói một lời chào tạm biệt các bà nhá. Con chào tạm biệt các ông các bà. Con chào tạm biệt các ông các bà. Rồi. Đấy, bây giờ thì ông nói một lời chào tạm biệt các bác nhau nhá. Vâng. Tạm biệt các bác nha. Cảm ơn nha. Cháu Lực xin mến chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Ở trên tay cháu Lực thì đang cầm một số mặt hàng được bà con ở trên vùng cao tự đi khai thác về. Có mật ong hoa bạc hà, có hạt dổi rừng của bác. Đấy, còn cái gói chè này thì là chè san tuyết của thụ Hà Giang, được chính tay mẹ cháu Lực đi trên rừng và khai thác về, xong là tự sao mọi cái đều hoàn toàn làm bằng thủ công cả cô bác. Những cái mặt hàng mà cháu Lực gửi cho cô bác thì đều có logo của tem Bản Em ở đây cô bác này. Đấy, và đến thứ hai, những cái lít mật mà cháu Lực gửi đi thì cháu Lực sẽ bỏ một lớp ni lông ở trên này và cháu Lực sẽ khò lại để cho nó chắc cái phần nắp nó cô bác ạ. Ở đây thì những cái sản phẩm này thì hoàn toàn được em Quân với em Sử với lại bà con đi trên rừng khai thác về thì cháu Lực thu mua lại và để bán trên kênh. Cháu Lực rất là mong sẽ được quý ông bà, cô chú, anh chị và tất cả khán giả trên kênh Bản Em sẽ ủng hộ cái gian hàng nho nhỏ của cháu Lực để cho giúp cho anh em có thêm cái phần kinh phí đổ xăng đi lại cô bác ạ. Xin cảm ơn cô bác anh chị rất là nhiều.